tội gì cậu tới đấy, chở cậu tới đây rồi, cậu muốn gì nữa? Chú biết ngồi giúp cho chó thôi chú ơi. Thôi đi, gần Tết rồi, tôi sợ lắm. Chú yên tâm đi, con này con bảo kê cho chú, chú chạy với cổng rồi đó. Thôi, cậu xuống đi, tôi có việc ở đây rồi. Thank you.